Đó. Xin chào tất cả các bạn Bây giờ mình sẽ thử thách bản thân với 365 ngày đọc sách Mỗi ngày chỉ khoảng 1 đến 2 trang sách Tùy nội dung mình thích đọc cái gì thì đọc thôi Và hôm nay sẽ là nội dung sức mạnh và cuộc sống Khởi đầu một ngày tốt đẹp Hôm nay là ngày 26 tháng 9 Năm 2021 tôi bắt đầu Rèn luyện trí não rộng mở của mình Yes một người không thể hình dung được những điều không tồn tại ta có thể tưởng tượng việc cơ thể mình không còn sự sống nhưng không thể tưởng tượng rằng mình không tồn tại bạn có biết tại sao lại thế không bạn nghĩ đó là sự may mắn tự nhiên không phải vậy bạn không thể tưởng tượng mình không tồn tại vì bạn không thể không tồn tại nếu bạn có thể hình dung điều gì đó bạn có thể tạo ra nó và bạn không bao giờ tạo ra sự không tồn tại của chính mình bạn vẫn luôn tồn tại và sẽ luôn tồn tại vì bạn là một phần của sự sáng thế chưa bao giờ có chuyện ngươi ta và các vị vua không tồn tại cũng không bao giờ có chuyện chúng ta không tồn tại nữa chú ngụ trong thân xác này trong suốt thời thơ ấu tuổi thanh niên tuổi già rồi đến lúc chết đi cũng chỉ cùng một người mà thôi và người đó sẽ lại cư ngụ trong một thân xác khác người khôn ngoan đâu dễ bị đánh lừa bởi những thay đổi đó brahagavad gita đã viết những câu nói tuyệt vời này vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi ta qua đời cơ thể của ta không đơn thuần và biến mất vì không có gì mất đi cả nó sẽ tự hòa nhập và trở thành các yếu tố trong tự nhiên và tồn tại bên trong bạn tức con người thật sự của bạn cũng không đơn thuần biến mất chính cái chữ tồn tại cũng cho bạn biết rằng bạn sẽ luôn tồn tại. Không phải là đã tồn tại, bạn là một sự sống vĩnh hằng tạm thời cư ngụ trong thân xác con người. Nếu bạn không còn tồn tại nữa thì sẽ xuất hiện một khoảng trống trong vũ trụ và toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ thành khoảng không trống rỗng. Lý do duy nhất mà bạn không thấy sự tồn tại của những người khác sau khi họ ra đi là vì bạn không thể thấy được tần số của tình yêu cũng y như bạn không thể nhìn thấy tần số của tia cực tím và tần số của tình yêu tần số mà họ đang tồn tại là tần số cao nhất trong sự sáng tạo ngay cả những thiết bị khoa học tối tân nhất cũng chưa hề dò tìm ra tần số của tình yêu nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể cảm nhận tình yêu vì thế nếu bạn không còn có thể gặp được ai đó nữa thì bạn vẫn có thể cảm nhận được họ ở tần số của tình yêu bạn không thể cảm nhận được họ vì bạn đau buồn hay tuyệt vọng vì những tần số ấy thấp hơn nhiều so với tần số tồn tại của họ nhưng khi bạn đạt đến tần số cao nhất của tình yêu và lòng biết ơn bạn có thể cảm nhận họ họ không bao giờ rời xa bạn và bạn chưa bao giờ bị chia tách khỏi họ bạn luôn luôn liên kết với mọi điều trong cuộc sống thông qua sức mạnh tình yêu thiên đường ở trong ta mọi nguyên tắc của thiên đường và trần gian đều tồn tại ngay trong bạn đó là câu nói của maurice Wilkila, nhà sáng lập môn Akido. Các văn bản cổ đã nói rằng thiên đường ở trong ta và điều họ đang nói đến ở đây chính là tần số tồn tại của bạn. Khi bạn rời khỏi cơ thể người, bạn sẽ tự động đến với tần số cao nhất của tình yêu thuần khiết bởi đó chính là tần số tồn tại của bạn. Thời cổ đại, tần số cao nhất này được gọi là thiên đường. Nhưng bạn sẽ nhìn thấy thiên đường ngay khi đang sống cuộc đời này chứ không phải khi cơ thể đã chết đi. Bạn sẽ tìm thấy thiên đường ở đây khi đang tồn tại trên trái đất. Và sự thật thiên đường đang tồn tại bên trong bạn bởi vì thiên đường chính là tần số mà sự tồn tại của bạn thuộc về để tìm thấy thiên đường trên trái đất. Bạn hãy sống một cuộc đời có cùng tần số với sự tồn tại của bạn, tần số của tình yêu và niềm vui thuần khiết. Dành cho tình yêu cuộc sống. Câu hỏi thật ra không phải là liệu bạn có tiếp tục cuộc sống này hay không, mà là bạn đã tận hưởng cuộc sống này như thế nào. Robert Thurman, viện sĩ và nhà Phật, Phật giáo đã viết nên câu nói đó. Bạn là sự sống vĩnh hằng bạn đủ thời gian sống trong thế giới này để trải nghiệm mọi thứ không hề thiếu thời gian vì bạn tồn tại mãi mãi bạn có biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu đang chờ đợi phía trước biết bao điều để trải nghiệm chúng ta không chỉ thực hiện những cuộc phiêu lưu trên trái đất này vì một khi đã hiểu rõ về nó ta sẽ tiếp tục khởi hành những chuyến phiêu lưu vào trong những thế giới khác nữa có những thiên hà những chiều không gian và có cả sự sống và ngay bây giờ chúng ta không tài nào hình dung nổi nhưng chúng ta sẽ trải nghiệm tất cả chúng ta sẽ trải nghiệm tất cả cùng nhau vì chúng ta là một phần của sáng thế hàng tỷ năm sau khi nhìn lại sự sáng tạo cho chuyến hành trình sắp tới của mình vô số thế giới trong thế giới vô số thiên hà trong thiên hà vô số chiều không gian tồn tại trong sự sống vĩnh hằng sẽ trải ra trước mắt bạn và sau khi biết được những điều này có lẽ bạn nghĩ rằng mình có chút gì đó đặc biệt hơn so với những gì mình từng nghĩ chăng có lẽ bạn nghĩ rằng mình giá trị hơn ít nhiều so với những gì mình từng nghĩ bạn mọi người bạn biết và mọi người đã từng đều sống sống đều sẽ không bao giờ có hồi kết bạn không chỉ muốn giang tay ôm lấy cuộc sống và nói cảm ơn chứ không phải là bạn đang rất hào hứng với những chuyến phiêu lưu sắp tới sao không phải bạn đang rất muốn đứng lên đỉnh núi cao và hét thật to trong niềm vui sướng yes vì một cuộc sống vĩnh hằng chứ mục đích của đời bạn Bạn không có lý do để làm bất kỳ điều gì ngoài lòng biết ơn và hạnh phúc Gautama Buddha, người sáng lập đạo Phật đã viết câu nói đó Mục đích đời bạn chỉ là niềm vui Vậy bạn nghĩ điều gì là niềm vui lớn nhất trong đời? Đó là cho đi Nếu cách đây 6 năm một người nói với tôi rằng Niềm vui lớn nhất trong đời là cho đi Tôi hẳn sẽ nói anh nói thì dễ thôi, tôi đang phải chật vật sinh tồn và rõ ràng còn phải thắt lưng buộc bụng, thế nên tôi chẳng có gì để cho đi đâu. Niềm vui lớn nhất trong đời là cho đi, bởi vì chỉ khi bạn cho đi thì bạn mới không phải chật vật để sinh tồn. Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy các vấn đề và khi bạn vừa mới nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thì điều gì khác lại xảy ra và kéo bạn trở lại tình trạng chật vật và gian nan niềm vui lớn nhất trong đời là cho đi và chỉ duy nhất một điều bạn có thể cho đi đó là tình yêu của bạn tình yêu của bạn niềm vui của bạn sự tích cực của bạn sự sôi nổi của bạn lòng biết ơn của bạn và niềm đam mê của bạn đó là những điều chân chính và trường tồn trong cuộc sống mọi sự giàu sang trên thế giới cũng không thể nào sánh bằng món quà quý giá nhất trong mọi sự sáng tạo tình yêu bên trong bạn hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất của bạn cho đi tình yêu vì đó là thỏi nam châm thu hút mọi sự giàu sang trong cuộc sống và cuộc sống của bạn sẽ trở nên sung túc hơn những gì bạn từng nghĩ bởi khi cho đi tình yêu bạn đang làm trọn bổn phận của đời mình. Khi cho đi tình yêu, bạn sẽ nhận lại thật nhiều tình yêu và niềm vui, nhiều đến nỗi. Bạn nghĩ mình khó có thể nhận hết chúng, nhưng bạn có thể nhận lấy tình yêu và niềm vui vô tận bởi đó là con người bạn. Một ngày nào đó, khi con người chinh phục được sức gió, những con sóng thủy chiêu và lực trọng trường chúng sẽ vì Chúa khai thác nguồn năng lượng của tình yêu và khi đó lần thứ hai trong lịch sử thế giới, con người sẽ lại khám phá ra ngọn lửa. Pierre cho the Chaplin, tu sĩ nhà triết học. Bạn đến với cuộc sống này với tình yêu và đó là hành trang duy nhất bạn mang theo. Trong khi bạn đang còn ở đây, mỗi lần bạn chọn điều tích cực, mỗi lần bạn chọn cảm nhận tốt đẹp là bạn đang cho đi yêu thương và nhờ vậy bạn thắp sáng cả thế giới mọi điều bạn mong muốn mọi điều bạn ước mơ mọi điều bạn yêu thương sẽ theo bạn dù bạn đi đến nơi nào bạn sở hữu nguồn lực vĩ đại của vũ trụ bên trong mình và cùng với nó bạn sẽ có được một cuộc sống phi thường sức mạnh nằm ngay bên trong bạn đó là một đoạn của ngày hôm nay Và nội dung này mình thật là tuyệt vời phải không các bạn Nếu phân tích rõ ra các bạn sẽ nhận được rằng Mỗi chúng ta đến đây đều có tình yêu Và tình yêu là một điều làm cho bạn mạnh mẽ lên Và bạn chỉ cần cho đi những cái tình yêu mà bạn đang có Bạn sẽ đón nhận được tình yêu vô tận từ vũ trụ dành cho bạn, xin chúc bạn những ngày tốt đẹp tuyệt vời. Ngày thứ một hoàn thành. Yes!